Đẹp nên giật bơ á. Có cái đó bác lấy giùm con đấy. Đây bác đây. Dạ có nón nữa, nón lá là đồ cho gió đẹp, có khăn răng nữa càng tốt. Dạ thì đang lấy nó lấy đồ nghề. Chụp xong cho coi luôn, ưng ý thì lấy. Để bác gái vô lấy cái xà, cái vợt với lại cái nón lá rồi ra. Rồi tao rồi phải không? Dạ. Đó, nó máy rồi chị thuốc á. Dạ. Nè, con qua bên đây nè, nó quá xài tá luôn. Dạ. Một cây vậy chắc có mấy cây, cây trăm trái không cô? Mấy cây xài á, đếm thử cho rồi. À, mấy cây mà lớn heo bơ mà bơ không tên, mấy cây lớn á năm rồi mà trúng một cây mà một đợt hái là hai xe rùa luôn một cây đầy một xe rùa là đầy một bao á là một bao nó là 50-60 kg dạ rồi khoảng ước lượng khoảng mấy trái được một ký cái cỡ nãy con cầm đó hả hai hai trái đó là chắc cái đó nữa hơn nửa ký rồi đó à vậy cái tầm ba trái nếu mà ba trái là chín mấy rồi chín mấy rồi hai trái là cái muốn hơn ký muốn tầm ký rồi ha hai trái này ký rồi à rồi rồi nặng quá luôn á dạ được á có thôi vô trong nhỏ cần cần thử dạ đi giờ có ai xịt thuốc hay gì không tư xịt thuốc hồi sáng thì nghỉ rồi à dạ bên đây mới xịt thuốc đó còn thấy chín thuốc đó thấy không con không biết được bên đây mới xịt á dạ bên đây chưa xịt bên đây mới xịt á sáng máy à. Kìa anh nào làm gì kìa? Có làm gì không? Thì nó tưới đó. À. Mày quay nó quay, nó tưới. Nhưng mà ý vậy cần có được cái xịt cầm lên quơ rồi đó thì mình mới. Còn tưới thì bắt tư này ấy rồi. Tôi xịt sớm rồi, xịt sáng mà xịt sớm. À. Xịt hồi 2 giờ khuya. À. 2 giờ khuya tới sáng mình nghỉ rồi. Giống trồng bơ sao giống trồng cao su vô tư hả? Sớm gì giống đi cào mũ sớm giống như cào mũ dạ. Đừng vào nhà đẹp thế đòi gì nữa sớm sớm thì tưới luôn vậy dạ. Chứ công đâu mà tưới sẵn rồi tưới bơ nó tưới luôn à cái này tiện đó tư hả không có gì chút lỗ hay là lên chút lỗ hay lên thôi này cái này nó có hơi bị nghẹt không á tư nếu mà nó nghẹt thì mình thay hả rồi ha. Mày làm vậy khỏe chứ lại hả?
trồng cái cây này bắt tôi thấy nó có hiệu quả kinh tế, bắt tôi đầu tư rất là mạnh. Dạ. Con thấy các phần chuồng bắt tôi hỏi cái đó là con biết rồi đó. Đó, chậm thôi. Dạ, chờ chờ con tí ạ. Dạ. Vậy là mình cái lượng phân mình ta phần là dùng phân hữu cơ, phân chuồng nữa ha. Phân chuồng không phải là phân hữu cơ không đó. Dạ. Đó con thấy không biết rồi đó. Dạ. Bỏ gốc 3, 3, 4 rồi mình đi di chuyển chỗ bắt cá. Rồi bắt cá dẫn rồi đi đi. Đẹp nên giật bơ á. Có cái đó bắt lấy giùm con ấy. Đi bắt đây. Dạ có nón nữa, nón lá là đồ cho gió đẹp, có khăn răng nữa càng tốt. Dạ thì đang lấy nón lấy đồ nghề. Chụp xong cho coi luôn, ưng ý thì lấy. Để bác cá vô lấy cái xà, cái vợt với lại cái nón lá rồi nè. Rồi ta rồi phải không? Cây khoai bơ không tên thì bao nhiêu trái nó được bao nhiêu lâu thì thu hoạch được? Thì chính. Nó phải 3-4 tháng. 3-4 tháng còn dưa đây bơ dưa leo. Trái hôm thứ 11 tới giờ bán rồi được 3 đợt rồi. Dạ, còn bơ dưa leo thì dạ, con thích dưa leo không? Thấy, ù to ha. Dưa leo đó. Ù đã ha. Qua mặt nó đây nè, cái dạ. Đó. À. Bơ dưa leo thì bơ dưa leo đó. Tầm mấy tháng thì nó cũng vậy thôi, nó một lượt cái này đó. Cũng 3-4 tháng. Ờ đó. Nè nó đeo con biết không? Đó đeo mấy trái này nè. Mấy trái này siêu thị nó dặn là 100 ngàn một ký mà một ký quá nhiều đi. Đúng rồi, cái số lượng nó nhỏ. Ờ nó nhỏ mà nó ngọt lắm, na nó ngọt hơn cái trái này. À. Cái này nó béo thôi chứ nó không ngọt, cái này ăn không ngọt luôn, ăn không ngọt. Ăn không luôn. Dạ. Nó không có chát rắn gì thôi. Không, cái này con sống được. À sống. Một năm như vậy thì mình chưa được làm được bao nhiêu vụ à? Hay là quanh năm hay sao? Nó một năm thu 5 tháng. À 5 tháng, 5 tháng. Bắt đầu tháng 8 bắt đầu mình cai nước, bắt đầu mình lấy bông nha. Dạ. Lấy bông rồi bắt đầu, tới là có bối. Dạ. Tới là có bối, giờ mình ăn tới rất mưa luôn, tới tháng 4, tháng 5 mới hết. Tức là bác Tư sẽ canh vào cái dịp Tết đó. Ha? Hay là cái... Nó không có, nó theo cái... Nó giống như theo, mùa. Đó, theo mùa. À theo mùa, à. Nè con thấy giờ cái sáng li ti nó còn ra đó, con thấy không? Đó, thấy rồi đó. Cái đó 100 ngàn ký á. Con nè, cái li ti nó còn ra nè, thấy không? Ồ. Đó, nó còn ra đó, nó ra hoài vậy nè. Đây trái này, thấy không? Dạ. Đó, nó ra hoài cho nên là mình được, ăn hoài. Ăn được liên tục ha, ăn được khoảng 5 ăn tháng. Tới 5 tháng. 5 tháng. Còn 5 tháng thì kia là để chăm sóc và tái tạo lại. Ừ. Rồi bắt đầu 5 tháng đó là mình không còn xịt thuốc nữa. Dạ. Là coi như chỉ có chăm nó thôi. Chăm sóc rồi tưới tắm rồi đó ha. Ờ, tới mùa đó là mùa mưa rồi, khỏi tưới rồi. Rồi, khỏe luôn. Ừ. Trái này to. Cái to thì nó giá nó lại thấp còn không, nhiều. Cái này là cái này hiện tại giờ 90 ngàn ký đó. À, mà bên nhỏ nhỏ thì nó lại cả 100 ngàn ký. Ừ, nhỏ này mất. Dạ. Mà nhỏ này đâu có nhiều đâu. Nó nhẹ hiệu hả? Dạ. Ở trong nhà bác Tư còn có hái thêm này cho có cất trong nhà không? Không. Chi? Có gom gom ra nhiều nhiều chụp cho nó hoành tráng mà. Ừ, để chừng nào lấy nó tới là tự lấy nó hái chứ bắt được hái đâu. À. Lấy bắt được bán này sướng hơn cái là tự lấy nó hái rồi vô bắt tự cân lấy tiền thôi chứ bắt được không hái. Dạ làm dây nông nghiệp vậy mới khỏe. Ừ. Lấy thu hoạch nó đưa công nhân bên Long Khánh qua luôn. À vậy bán cho bên Đồng Nai ha. Bán ở Đồng Nai nó có dựa bển á. Dạ. Nó đưa công nhân nó qua đây luôn. À lần giờ chụp cái ý gì nữa nè. Công nhân nó hái chứ mình đâu có hái, mình lợi được cái vụ đó đó, mình thu được bao nhiêu mình hưởng nhiều chứ không có không phải tốn tiền công thuê. Nó đây tới đây là nó mượn mình thuê hai người hay ba người, thuê người đẩy, thuê người tải rồi nó trả tiền luôn. Ừ, nó trả tiền luôn chứ mình không có trả gì đâu. Quá hay rồi. Mà cái gốc là mình trồng cây bơ thường rồi mình ghép cái bơ không tên với lại bơ dưa leo vô. Mình muốn ghép cái gì mình ghép nhưng mà con biết con phải trồng cái cây này để trà mấy xuất khẩu được chứ con trồng cái bơ dưa leo này là bán siêu thị rồi thôi. Đúng rồi, bán siêu thị. Chứ không có xuất khẩu được, nó quá ít. Dạ. Còn bơ không tên. Mấy là xuất khẩu. Dạ. Mình trồng nhiều vậy mấy là xuất khẩu được. Lái xuất khẩu nó. Lái nó mua nó có nói là đi đâu. 60.000 ký đi Lào, Campuchia, Thái Lan. Hồi mấy năm trước thì có đi Trung Quốc nè. Dạ. Nhật Bản. Hồi năm ngoái nghe hồi nãy nghe bác Tư nói là trung bình là một năm vừa rồi, năm vừa rồi là bao nhiêu tấn à? Sức bán được bao nhiêu tấn? Rồi luôn của nhỏ gái luôn ở đây xuống tuốt đó luôn 6-7 tấn. Dạ. Bác Tư giờ cho con xin 1-2 trái hay lại này cái này dạ, vô trong nhà mình bỏ ra con chụp cái thành phẩm á. Cái trái nó làm sao? Mẹ con cầm này con ở đây con thấy cái trái dài nhất. Nhà con bay lại cầm cái nữa được. Rồi bên nhà đi. Không từ từ chờ bác Tư vô luôn chứ.
Yeah.